Anh em đi đi thả cá tra nha. Mình thấy hầm này nè. Nãy mình ngồi đây mình câu cá chơi, mình gặp cá nó ngớp, cá tra nó ngớp nè. Mình làm mấy chai nước này mình đi thả cá nha. Mình mua kiếm mùa chuối không có nữa, chơi mùa mắm luôn. Đây. Hết rồi. Bự đi. Cô bự cho cá bự ăn. Ừ. Móc chỗ ăn cái đi mày, hãy gói lại. Đây mình thả 5 chai nha. Mình dính mình lội ra mình lấy. Rồi mình tiếp tục đi kiếm làm chai thứ hai nha. Lý tưởng là mình thả đèn chai nữa nha. Chỗ chắc nha, dù cái chai cái... Cuộc sao đừng cho nó bị gút dễ đứt lắm. Được rồi. Kiến nó đâu cắn. Kiến nó đâu cắn. Mắm nha anh em. Nó chống lỏng mà lẹ ngang cũng được nữa. Lẹ ngang cũng được. Nó dưới nó sâu lắm. Ui nào lo mất tiêu cho em thấy. Hai chai nha. Còn ba chai nữa. Đèn chai nữa nằm ba chai à. Hy vọng là chiều nay thăm kiếm con nha. Con về nhậu luôn á. Có cá là mày gọi ra mày lấy ra thấy. Rớt giờ kìa. Nói mà. Rớt là thả lại nha anh em. Sâu. Rồi. Được rồi. Ba chai.
Đây, sau khi thấm thính tình hình là anh thợ và là kêu bỏ đen chai nha. Anh thợ này nè, bỏ ngay chỗ này nha. Đây chai thứ tư nha anh em. Nãy đảo gì nè nha, coi thứ đây có dính không. Thầm cái giò xuống khều coi. Tấm đầu là dính đó. Sao được ta? Sao được? Để tao lội ra đứng mày. Kiểu đâu. Dục ơi. Lâu dục rồi. Thâm công kiểu mới nha anh em. Dục hả? Má hết hết mồi rồi ta. Trời, ốc đâu thế trời. Kiếm. Con khỉ. Ruột quá hết mồi luôn. Nó cần cái im tại. Kiếm ốc mình bỏ lại nha anh em ơi, mới ra hồi nãy hết mồi rồi. Má lôi. Mày, này có con trai nè, nó lôi miệt bển rồi kìa. Không biết có dính nó còn không nữa. Hồi nãy bên kia một lử nó quẹo lử luôn nha. Đồ con trai trộn lên. Mà quên nữa. Thầy anh em, hy vọng là mà sao không còn thấy nhít cái chai. Không có sợ nó quắn rồi, nó dậy hết nổi rồi. Sợ nó quắt chai á, quắt tôi quắt lưỡi câu á. Thằng cây không đó, từ từ thôi. Gỡ phân nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, cầm nước thuốc cái trời, bỏ lên bờ đi, không bỏ đâu. Còn không? Biết rồi, thấy nặng rồi. Nắm thêm ba cỏ, ba cây vô luôn, nó mày nắm gì? Còn không? Gì? Còn cá không? Có trời. Bự không? Có trà rồi. Nhỏ. Trời chứ. Cái gì? Chết luôn rồi. Bí đồ gì? Rồi được con cá tra chút xíu rồi anh em ơi, chết queo rồi anh em ơi. Ký à. Đây nha, một con nha. Là con kia hôm qua nãy con cái cây kia muốn quát lử luôn rồi, mình tức quá tức không quay cho anh em xem được. Trời gì có lý rồi thấy thôi. Thấy có. Nên nói cho mình chơi mồi ốc nữa. Gì? Nên chơi mồi ốc nữa. Ừ. Chơi ốc của vàng đi. Đây nó giờ năm gần dính được có con một rồi. Mình mua lửa bự hơn mới được anh em ơi, nãy bên kia nó quát cả lửa luôn. Quá nhỏ rồi quá. Mua lửa bự cũng được. Quát nó xe vô. Này dính phi lắm gì chết lâu rồi nè. Thế là mất tiêu rồi anh em ơi. Nè thăm thử coi thử coi còn không. Thank you.
Đây nha, coi nha, chiếc queo nữa rồi. Lại đây mình thăm dài dài đây coi còn không, mình tiết kiệm thời gian của anh em nên mình lựa mấy chai nào, mình coi mấy chai nào có mình mới thăm cho anh em xem nha. Có luôn. Đang cài nữa. Quốc. Dính gì sao anh em ơi. Anh em ơi, bây giờ mình còn nắng nha, nó giờ mình thăm mới mình đặt là lúc mà 10 giờ, lúc này là hơn 3 giờ rồi. Đây. Còn hả? Đây nè, cái chai nằm đó kìa. Ơi, ừ, mà đây nghe cái này nè. Thẳng ngoài luôn đó. Má sợ sảy luôn quá. Thì đi xuống coi. Ừ, đó đây tao cầm đó. Má sảy luôn không chừng. Đi qua thăm coi. Má sảy luôn, cái lồng què họ nó lôi cái đó rồi. Đây anh em ơi, nằm ngoài đó đó. Coi cái nhịn coi còn không, biết đâu nó còn nó sắp trời. Coi chúng con qua sẽ có sáng sao đó. Đồng với cách gì dính rồi, dính rồi cái gì vậy, không biết cái gì mà dính rồi nè, nó lôi từ từ nè, từ từ cái bự nha anh em. À, dính rồi, dính rồi, biết cái gì không biết. Ơi chết mẹ, lôi từ từ luôn, vụn ra bớt ơi, đút ba sen nhổ ba sen luôn. Ôi từ từ nè, biết cái gì nè, nắm sen nhổ bỏ sen nắm rộng nó nhổ đứt gốc luôn gì vậy trời. Ủa, cái cha quá nhổ đi. Ủa, cái cha quá thì nắm đi trời, biết rồi nắm con cá rồi. Trời ơi cái cha nhỏ anh em ơi, lượng con đó nha, quá đã luôn em ơi, còn sống luôn phải không, gì sống còn ngồi luôn rồi. Em ơi, em nha, quá đã rồi, có lý gì đó mà mày có mồi nữa rồi. Sao gỡ luôn hay gì, gỡ đi kiếm mồi khác chứ móc vô lại không phải, đỡ cho em vào đi ngồi quanh kia bóc ốc dài lại. Ôi trời, lưỡi này đường nào xảy tìm lắm anh em ơi. Đây nha, đây là lục bình nè, kính mít luôn. Móc lên vậy mày ơi, được không, thiếu ốc rồi. Rồi, để trên bờ đi, để trên bờ đi, hồi mình đảo lại. Để quán hồi bò xuống lụm nữa. Dạ. Cá ốm rồi. Thầm ồ, cô Lý nha. À, tính đẹp trai nha. Thì sao để đâu? Vậy. Cầm theo luôn. Hay? Cầm theo luôn. Áo đâu có gì nữa không? Có cái ô đó. Trai nha anh em. Rồi xuống coi. Nó giật con rồi rồi nó muốn rồi đó.
Chứ nào thiệt không? Không thấy lử rồi, đục lử rồi. Dạ. Còn mồi không? Còn. Ủa, nó ăn tư lượng chưa quên. Để vợ đi, hồi mắc mồi vô nữa. Anh em ơi, video mình tới đây kết thúc nha. Anh em xem thấy hay like, share, đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha.